Mặc dù năm 2022 là năm có nhiều khó khăn nhưng tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Hungary vẫn tăng gần 10% so với năm 2021. Đạt được kết quả này, ngoài sự hợp tác hiệu quả của các bộ ngành liên quan thì vai trò của đại sứ quán Hungary tại Việt Nam cũng đóng góp không nhỏ trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước. Tại buổi tiếp và làm việc với ông Balodi, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hungary tại Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Đặng Hoàng An nhấn mạnh, hơn 70 năm thiết lập quan hệ, hai bên đã trở thành đối tác toàn diện, công bằng và tin tưởng lẫn nhau. Với tiềm lực kinh tế dồi dào của hai nước và trong khuôn khổ hợp tác EVFTA, hai nước vẫn còn nhiều dư địa để tiếp tục tăng trưởng kinh tế thương mại song phương. Đại sứ Hungary cũng cho biết hiện nay rất nhiều doanh nghiệp Hungary mong muốn được tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Việt Nam và cũng nhiều doanh nghiệp Việt Nam quan tâm đầu tư vào Hungary. Khóa họp Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế thương mại Việt Nam-Hungary chính là cú hích cho sự hợp tác phát triển của hai nước sau so giai đoạn ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Hai bên thống nhất sẽ tiến hành khóa họp lần thứ 10 Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế thương mại trong năm 2023 tại Việt Nam để cùng nhau trao đổi những vấn đề cụ thể thiết thực nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước trong thời gian tới.